chương 8. Và Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê no cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại, mưa trên trời không xa xuống nữa. Nước dượt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa dượt, trong 150 ngày nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10. Ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quả ra. Quả liễn đi liệng lại cho đến khi nước diệt khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bò câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bò câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Noe giơ tay bắt lấy bò câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bò câu về cùng người, và này, trong mỏ tha một lá olive tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi bảy ngày nữa thả con bò câu ra. Nhưng chuyến này bò câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giựt bài mặt đất khô. Noe bèn dở mũi tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã xe. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, Hãy ra khỏi tàu ngươi vợ các con và các dâu ngươi hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi nào chim nào thú nào côn trùng bò trên đất hầu cho chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất vậy noe cùng vợ người các con trai và các dâu người ra khỏi tàu các thú rắn chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, Ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng mùa hạ cùng mùa đông ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được